Đảng thì từ ngày xưa đến bây giờ, tức là thì kể từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam thành lập đến bây giờ, thì Đảng Cộng sản lãnh đạo nhân dân đều đánh đuổi tất cả cái bọn mà xâm lược đất nước Việt Nam ra khỏi cái đất nước này, để cho coi như đất nước Việt Nam của chúng ta non sông liền một dải, Bắc Nam sum họp một nhà như ngày hôm nay, đúng không? Thì cớ sao thì chúng nó lại bảo là hiện nay coi như là Đảng Cộng sản Việt Nam bán nước. Kể từ khi thành lập năm 1930 đến nay, đúng không? Cái mục tiêu duy nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam là lãnh đạo nhân dân đánh đuổi bọn ngoại xâm ra khỏi đất nước, non sông liền một dải, hết bọn thực dân Pháp đã xâm lược đất nước Nam cỡ khoảng 100 năm. Rồi là đến giặc Nhật, đến giặc Mỹ, đến bọn Pol Pot và bọn Trung Quốc. Cứ kẻ thù nào xâm lược đất nước ta thì Đảng Cộng sản Việt Nam cùng với nhân dân Việt Nam đều đánh đuổi, đuổi chúng nó ra khỏi biên giới đất nước Việt Nam. Đất nước Việt Nam phải do những người Việt Nam làm chủ. Đó là cái mục tiêu duy nhất. Cái mục tiêu thứ hai mà Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo nhân dân ta coi như là đang thực hiện rất tốt những cái nhiệm mục tiêu này. Thứ nhất, mục tiêu đầu tiên là giành độc lập tự do cho dân tộc. Với thứ hai là phát triển kinh tế để cho đời sống của những người dân chúng ta càng ngày càng giàu mạnh hơn và đất nước ta càng ngày càng hùng mạnh để sánh vai với các cường quốc năm châu ở trên thế giới như sự ao ước của Hồ Chủ tịch. Vâng, cái thời gian Bác Hồ sống, Bác Hồ đã nói non sông Việt Nam phải được thống nhất liền một dải và phải sánh vai với các cường quốc năm châu trên thế giới. Thì hiện nay coi như là chúng ta đã Bắc Nam liền một dải, đất nước hoàn toàn thống nhất, đúng không? Chúng ta đang phát triển kinh tế một cách mạnh mẽ, thì cớ sao mà coi như là Đảng Cộng sản lại coi như là lại đi coi như là bán nước cho, cụ thể chúng nó nói là bán nước cho bọn Trung Quốc đấy. Thì bây giờ cái ý của tôi nói sơ sơ qua thế, thì mình hãy xoáy quanh quanh vấn vấn đề này và phải vạch trần cái sự xuyên tạc của chúng nó ra cho những người dân người ta chưa hiểu biết và những bà con Việt kiều ở bên kia người ta hiểu biết về coi như là chế độ của mình hiện nay do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Vâng, xin mời anh Trời Diệu. À, tôi thì tôi có ý kiến này là chúng ta phải vạch rõ và tìm hiểu cái thuyết âm mưu của bọn chúng có một Vâng. cái âm mưu rất là thâm độc đấy, mà cái vấn đề mà bọn nó có liên kết bọn Trung Quốc hay không thì mình chưa khẳng định, nhưng mà tôi thấy một số anh em người ta nói là tại bên Cali hoặc bên nước ngoài là hầu như 80% những cái bọn chống đối cộng sản này là nó thuộc liên hệ với Việt Tân đấy, mà Việt Tân là có người Trung Quốc dính líu vào đấy đấy cái... Không thì mình nói chung là mình cái chuyện đấy thì mình à. chưa thể biết được. Mình Đấy chỉ đấy biết đấy đấy là như này, chúng nó là những cái thế hệ F1, F2 của cái chính của cái chính quyền ngụy Sài Gòn ngày xưa. Chúng nó chỉ vì cái lòng hận thù đối với dân tộc Việt Nam, vì là chúng nó đã bị thua, chúng nó chạy tụt quần sang bên đó rồi. Đúng không? Thì bây giờ hiện nay cái lòng hận thù của chúng nó 4 3 năm nay rồi, chúng nó chưa nguôi và chúng nó chủ yếu chúng nó muốn đánh phá lại cái cuộc sống yên bình của những người dân Việt Nam hiện nay và sự phát triển của đất nước Việt Nam hiện nay. Đất nước Việt Nam càng càng phát triển thì chúng nó lại càng điên cuồng hơn. Vâng, theo ý tôi là như thế. Còn bây giờ cái vấn đề hiện nay ở bên kia chúng nó có được nhận tài trợ của CIA hay không, hoặc nhận tài Rồi trợ anh. của Việt Tân hay không, như nào, thì nói chung là anh em mình nó chỉ ở trong mức độ phán đoán thôi. Vâng. Đúng. Thế à, thế là xin chào tất cả các anh chị em trên thế đàn nha. Theo tôi nghĩ là như này này. Theo đây là theo tôi pha cũng là chỉ là phỏng đoán thôi. Nhưng mà nói là tại sao nó lại muốn cho đất nước Việt Nam của chúng ta càng ngày càng nghèo đi? Cái mục tiêu của chúng nó là muốn để cho nền kinh tế của Việt Nam càng ngày càng tụt xuống. Đấy là cái âm mưu của chúng nó là như thế. Mà cái nền kinh tế Việt Nam tụt xuống thì ai là người có lợi? Khẳng định là kể cả nền kinh tế của Việt Nam này cũng sụp xuống đi chăng nữa thì ba que cũng không có cửa về để Việt Nam. Tôi khẳng định nó như thế. Nhưng mà cái lợi, người lợi, lợi thì Trung Quốc có lợi. Nó lợi là chỗ là Việt Nam ta nghèo thì không có đủ tiền để mua vũ khí,
hoặc là sản xuất vũ khí, hoặc là làm những cái khác để coi như là giữ Biển Đông đấy, giữ các quần đảo ngoài biển đấy, nói chung là như thế. Vậy thì rõ ràng là khẳng định là chúng nó giúp như thế này là có hay không thì mình không biết, nhưng mà chắc chắn là chúng nó giúp Trung Quốc đấy. Chứ còn kể cả nền kinh tế Việt Nam có sập xuống, có nghèo đói thì Ba Khoe cũng không thể có cửa về Việt Nam, tôi khẳng định là như thế đấy. Nó không thể đánh đổ được cộng sản, nó không thể đánh đổ được 90 triệu người dân này đấy. Bọn nó thì ở một cái mức độ nào đó thì mình phải hiểu rằng là chúng nó đang giúp Trung Quốc, chúng nó giúp Trung Quốc. Vì một đất nước mà có biến có loạn thì nền kinh tế sẽ không thể phát triển được, mà nền kinh tế sẽ đi sụt xuống, sụt lùi. Mà khi đã sụt lùi rồi thì Trung Quốc là người có lợi đấy, nên là mình Không phân tích phải rõ nha, ràng thế. cái Mà ý những của chúng nó theo tôi là như này. Thứ nhất là nó thỏa cái sự hận thù của chúng nó đối với đất nước Việt Nam. Cái vấn đề nữa là đấy. chúng nó muốn muốn như này này, đất nước Việt Nam lạc hậu, kém phát triển thì chúng nó có, tức là chúng nó kích nhất lúc đấy cái lòng dân không có ủng hộ cái chế độ này do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo nữa, thì chúng nó cái cuối cùng là chúng nó kích động lòng dân để mà đứng lên không phải lật đổ cộng sản, đòi nhà nước đa nguyên đa đảng nọ kia tất cả thứ để mà cái đất nước mình xáo trộn đi, rơi vào cái vòng binh đao lửa đạn, để chúng nó cũng còn một chút cơ hội nữa để mà quay trở lại cái đất nước Việt Nam của chúng ta. Theo tôi nghĩ cái âm mưu của chúng nó cuối cùng là chúng Đúng nó làm rồi. sao mà để coi như là thành lập đa đảng thôi đấy, cái mục đích cuối Tôi cùng cũng của chúng nó đấy. Vâng. nhất trí với anh là cái ý kiến của anh là rất là đúng, tôi đồng ý. Nhưng mà tôi nói như thế này, nói một cái vấn đề này là mình phải phải tìm hiểu ra cho kỹ này. Với lý do là đúng là vì là vấn đề lòng hận thù của nó để nó, cái mục đích của nó là như thế. Nhưng mà bây giờ mình xét thế này, khi Dương Văn Minh chuẩn bị đầu hàng thì Trung Quốc có liên hệ với Dương Văn Minh để là muốn giúp đỡ Dương Văn Minh. Bản thân Trung Quốc không muốn có cái đảng Ba Que về đất nước Việt Nam này, vì đảng Ba Que mà về, cái bọn Ba Que nó về nó lắm chính quyền, mình cứ cho là Việt Nam Cộng Hòa thì sau này có lắm chính quyền đi, lật đổ đưa đảng Cộng sản đi, thì làm Mỹ sẽ nằm ở sát biên giới Trung Quốc, Trung Quốc không bao giờ muốn, đúng không? Vậy thì ngày xưa tại sao Mỹ không muốn cho Việt Nam giải phóng đất nước? À, Trung bản thân Trung Quốc và Mỹ đều không muốn cho Việt Nam giải phóng đất nước. Cái vấn đề nó là như này, Trung Quốc cũng muốn là Việt Nam như là Campuchia, như là Chia Triều đôi, Tiên ấy, không, như Triều Tiên đúng, muốn chia Việt đôi, Nam chia đôi đúng, để cho miền Bắc Việt Nam nó như cái vùng đệm ấy, vùng đệm, đẹp, đúng vâng, cho Trung Quốc, đấy. vâng, đấy cái Đấy, vì lý, thế mình mới phân tích ra cho nó kỹ, vâng. Nhưng mình mới phân tích cuối cho kỹ, cuối vì bây cùng giờ hiện tại bây tôi nói giờ anh ơi, vâng, cuối cùng tôi nói anh như này, cái sự mong ước mong mỏi của Trung Quốc đã không bao giờ trở thành sự thật là do Đảng và nhà nước ta đã nhận ra những cái bộ mặt đó. đúng, Anh công nhận không? quyết tâm Do, vâng, quyết tâm thống nhất đất nước, thống nhất đất nước, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Và đúng sau đó Trung Quốc mới với cây yểm cú. trợ, vâng không, yểm trợ cho bọn Khmer Đỏ gây ra cuộc chiến À, coi như đúng là đó, biên giới Tây Nam. Nhưng đúng coi rồi, như là dưới sự kêu gọi của coi như là Thủ tướng Hun Sen và nhân dân yêu chuộng hòa bình ở bên Campuchia, thì là quân đội ta dù lúc đó mới trải qua cái cuộc chiến tranh dài 20 năm với đế quốc Mỹ và cái bọn ngụy quân ngụy quyền Sài Gòn đã đưa quân ra, đã tức là đã giúp đất nước Campuchia thoát khỏi cái họa diệt chủng mà bọn Pol Pot Yingse đi đáp, cái Trung Quốc mới càng cay cú mới dạy cho Việt Nam một bài học và đánh chiếm 6 tỉnh biên giới. Tôi nói với anh Siêu và tất cả các bạn, nếu mà quân và dân và nhất là Đảng Cộng sản Việt Nam mình hèn nhát chẳng hạn, thì nói chung là cái chuyện mà đánh nhau với Trung Quốc ở 6 tỉnh biên giới theo tôi nghĩ là cũng không xảy ra, hoặc là cái cuộc chiến ở Campuchia cũng khó xảy ra anh ạ. Nhưng mà vì chỉ là vì bảo vệ bảo vệ cái toàn vẹn lãnh thổ của đất nước Việt Nam cho nên là mình mới có những cái cuộc chiến như thế. Tôi nói anh, những cuộc chiến với Campuchia nước mình thiệt đúng hại rồi, rất là nhiều trên vấn đề ngoại giao. Lúc đó Mỹ càng cấm vận tất cả các nước Đông Nam Á, đúng, nhất là Singapore hoặc một số nước ở đấy, người ta bảo Việt Nam xâm lược Campuchia, người ta cấm vận Việt Nam một cách triệt để. Anh nói ông, à mình thiệt hại rất đấy, nhiều về vấn đề ngoại giao, về vấn đề kinh tế. Nhưng
đến bây giờ tất cả các nước ở trên thế giới đã hiểu rõ cái chính nghĩa của cái Đảng Cộng sản Việt Nam, lãnh đạo nhân dân Việt Nam, thì người ta càng quý trọng những con người Việt Nam và nhất là cái sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Anh thấy không, bây giờ hiện nay cái vị thế của Việt Nam ở trên chính trường thế giới rất là cao, cũng vì những cái nguyên nhân đó. Cho nên là một số người nói là cái cuộc chiến Campuchia, tức là nói là thế giới còn nợ Việt Nam một lời xin lỗi, thì tôi nghĩ là cũng đúng. Nhưng mà nó ở cái này, sau đó dưới sự bảo trợ của Liên Hợp Quốc và một số nước ở trên thế giới, Campuchia đã đứng ra xét xử cái bọn Khmer Đỏ, Pol Pot, Yen Sali, thì tôi nghĩ rằng đó là một cái cuộc xin lỗi gián tiếp rồi anh ạ. Đấy, thì mình cũng không cần phải một cái lời xin lỗi từ Liên Hợp Quốc đối với Đảng Cộng sản hoặc đối với nhân dân Việt Nam nữa. Đó là một cái lời xin lỗi gián tiếp. Đúng. Và không có Việt Nam thì đất nước Campuchia đã bị diệt chủng như thế nào? Những người dân Campuchia hiện nay rất biết ơn những người Đảng Cộng sản Việt Nam. Bây giờ cái chủ yếu của cái bọn ba que bên kia, cái gì nó cũng gắn cho cái Đảng Cộng sản. Đúng không? Thì cái mục tiêu cuối cùng của chúng nó là lật đổ cái Đảng Cộng sản này, hoặc ít ra cũng thành lập đa đảng ở đất nước Việt Nam. Thế bây giờ đấy, nói đi thì phải nói lại, ta nhìn lại lịch sử như thế thì bây giờ ta có thể đánh giá được rằng là giữa Trung Quốc và cái bọn ba que này nó có liên kết với nhau hay không? Ba que lợi dụng Trung Quốc và Trung Quốc lại lợi dụng ba que, hai cái này nó có gắn kết với nhau hay không? Đấy, ta phải tìm ra cái thuyết âm mưu này để ta nói cho mọi người hiểu. Đấy, đúng không nào? Ta có quyền để ta coi như nào, hoặc là ta có cái suy nghĩ để ta đánh giá được cái vấn đề. Nếu như ba que vì lòng hận thù muốn phá đám dân Việt Nam, và bản thân Trung Quốc muốn cho Việt Nam cũng không muốn phát triển, để không có tiền để mua vũ khí, để coi như là giữ biển đảo, thì nó có kết hợp với nhau hay không? Tại sao đấy, bọn ba que lại làm lợi cho Trung Quốc, mà tại sao Trung Quốc lại làm lợi cho ba que? Trong khi đó người Việt Nam mình là những người dân Việt Nam là người chịu khổ. Đấy, tôi nói đây là mình mới tìm ra những cái vấn đề đó. Chính cái bọn đấy là ta phải đánh giá là cái bọn ba que này tôi nói lợi dụng trong lúc không làm gì được, sức nó yếu nó không làm gì được. Nói về cái chuyện mà theo tôi nghĩ rằng là cái chuyện hận thù của cái bọn ba que bên kia là nó hận thù cái Đảng Cộng sản Việt Nam, lãnh đạo nhân dân, tức là giải phóng đất nước. Và nói chung nó hận kể cả Đảng Cộng sản Trung Quốc nữa, chứ không phải là riêng hận Đảng Cộng sản Việt Nam. Nó một mũi tên trúng hai đích. Anh thấy không? Ông chủ tịch Tập Cận Bình sang bên Trung Quốc gặp Tổng thống Trung ở một cái nơi nghỉ dưỡng, mà chúng nó cũng kéo quân ra, chúng nó cầm cờ ba que, chúng nó biểu tình Tập Cận Bình. Đấy, thì chúng nó thù cả, tức là chúng nó thù những cái gì gọi là Đảng Cộng sản. Anh hiểu không? Vì là ngày xưa chúng tôi nghĩ rằng Việt Nam có sự trợ giúp của Trung Quốc thì mới đánh cho chúng nó chạy tụt quần sang bên đó, để cho chúng nó bây giờ một số thằng coi như là đi rửa chân rửa tay nọ kia tất cả thứ, để mà ví dụ cái cuộc sống của chúng nó nói chung là cũng không được mãn nguyện như cái thời gian ví dụ chúng nó ở trong nước, mà chúng nó được cái sự ủng hộ tiếp tế của Mỹ. Vâng, mời anh. Nói chung là theo tôi nghĩ là nó cũng khả năng là cũng đấy là ta đánh giá thôi và ta phỏng đoán thôi. Trên thực tế thì thế nào thì ta chưa biết, nhưng mà ta có quyền để ta suy nghĩ, ta phỏng đoán. Vâng, cái chuyện phỏng đoán Mỹ cùng cái này. Dạ. Mỹ cùng cái bọn mà ba que này thì thực sự là nó quá khốn nạn. Thực sự là tôi nghĩ rằng là nhìn qua những cái công việc của chúng nó làm, những lời của chúng nó nói,